cái bọn rabbit đó mẹ nó. Anh ơi, mình không thấy thằng nó đâu luôn mà thằng chồn nó bắn được hay gì trời. Lắc đầu như thế này. Chết rồi. À, bò kìa, đi xuống nhà mà. Dưới có nhiều ơi. Cứu người này. Đi chung luôn, giết cái thằng ở dưới đi. Từ từ từ. Ui, mẹ thằng này. Xuống xuống xuống. Freedom, how my life was. I love a little liver that freedom, how my life was. When I thought I lost you, I found you. When I thought I lost you, I found. Khả năng nó nằm bên bên trái. Chết đâu kìa. Đủ hay, trời má vậy vãi trưởng, chết luôn. Đi về phản xạ nhanh vãi. Ghê vãi trưởng. We're the best. Đi đây. Tiêu tiêu như thế không? Má pha phản xạ thân sâu. Đấy, quay lên má nó chết luôn. Lo con gái kìa. Nhìn khiếp vãi liền. Thì không, thì mẹ phải thấy thằng tiêu nó như thế, cái pha tao vậy phản xạ thân sâu vãi. Thế à? Kinh vậy à? Tao, quả đấy là tao nhìn thấy nó bắn lửa. Đế. Là tao quay lại trách thôi. Ai ngờ tính điều chuối. Thì mẹ thấy nó chắc bắn luôn. À, nhìn pha đó bắn, má thấy sự tưởng thằng Hoàng hát không. Report. Quên rồi report. Anh bảo anh bảo bé, anh vỗ tay cái, nó chơi. Giật mình. Tức nó quay lại ăn vã. Không không vội cứu không, thằng bạn không đốc là đủ mà tao cho hai thằng kia đéo qua được đường. Thằng cậu ốc bị thằng nhân bắn ấy. Thằng nhân bị bắn thế. Thằng nhân bị bắn. Mày đầu luôn, tóc đỏ, tóc hồng luôn. Sài Gòn cho con chơi thoải mái nhá, cho con rộng rãi đi, tích đi đâu đi nhá. Không muốn làm một kiếm tiền một cho con đi chơi suốt ngày nhá. Nhá, cho con đi bể bơi nhá, có dám ra bể bơi không? Hả? Em tài mình quá. Đừng ngó luôn. Cuối cùng bị chứng cơn đầu đúng không anh? Tao luôn. Tụng nạp này.